Và chúng ta sẽ đến với trận chung kết đầu tiên AC. Mark AC bên các bạn là dường như là 2 phô. Bên các bạn cũng rất đẹp. 2 phô chúng ta là Mark và AC. Vâng, chào anh Cuti. Nói chung là mỗi người một cách nghĩ. Nhìn cái thế trận đấy thì không khoai thì bảo là đánh tiếp đi thì nhiều anh em lại bảo ấy là thằng bình luận viên như thế thì còn bảo đánh tiếp. Nói chung ấy là em bị mấy lần như thế rồi. Còn thế trận thì đương nhiên là các game thủ người ta không lạ gì cả. Người ta là người sẽ nắm bắt và người ta biết được cái thế trận tốt hơn. Và mà nhìn thì bị AC bắn phít. AC thì không mất gì cả. IA thì chuyển được cũng A, nhưng bên kia IA họ có hốc. Thế trận như thế không khoai thì như thế nào còn khoai nữa. Giữ sức mà đánh trận mới có phải khỏe hơn không? Đâu có phải trận nào chúng ta có thể chạy cối được. Và còn nếu mà anh em nào mà xem ấy, nếu mà nhớ cái trận mà Hoàng Minh solo với cả game thủ U98, trận đó là trận mà chúng ta là người cầm pan, bên kia là cầm một cái cung tuyển gì đấy. Đấy là trận đấy mới là bên đội bạn bên kia thì cứ hò rất to, khán giả ấy bảo khó rồi thôi quit đi, nhưng mà Hoàng Minh vẫn còn ruộng. Trận đấy là bên đội bạn là cầm baby, đúng không, chuẩn rồi. Chúng ta vẫn còn những cái ruộng kín không bị phát hiện, vẫn cứ động viên các game thủ đánh, đặc biệt ý là động viên Hoàng Mani đánh tiếp, bởi vì hoàn toàn có cửa. Cái trận nào mà ít ra nó phải nhìn còn tí cửa. Vâng, nếu mà chỉ nhìn mỗi con AC và con IA như thế thì anh em bảo đánh tiếp cũng được, bởi vì là dân của game thủ xi măng này bằng dân của AC phía bên kia. Nhưng anh em hãy nhớ rằng là chúng ta là bài chuyển quân, chứ không phải là bài đánh thẳng cung A. Đánh thẳng cung A thì nó lại khác. Vâng, đánh thẳng cung A nó lại khác. Với hơn nữa là Yamato bên kia họ có cái hốc ở trong góc 9 giờ đấy, không mất gì cả. Vàng họ ăn được ở nhà BA của người cầm AC. Nói thật đấy là chả có cái tí vẹo gì để cho IA có thể cân được cung RAC và ngựa chém IA cả. Nếu mà đấy là một bài đánh cung A từ đầu tôi nghĩ là có cửa. Còn chuyển quân thì khó lắm. Không giết được IA bên kia. Bên kia họ có hốc như vậy, 2L hoặc thậm chí 3L nó vắt ra thì lấy gì đỡ. Lấy gì đỡ. Và không đẩy quân đi thì Yamato của màu 7 thì nói thật nó chỉ cần tầm khoảng 7 hoặc 6 cái ruộng thôi. 2L ra đều cùng với những con cung AC nó ốp vào nhà IA thì chắc là tím lị. Và chúng ta có thể nhìn thấy được. Đây là Mark C của game thủ Hoàng Mani, 24/28. Đây là con voi thứ 3 của game thủ Hoàng Mani. Và đây là con voi thứ 4. Nhà BB hay của mình hay của ai đây? Như vậy là máu 7. Hai người bên bạn đều là phô cả. Và như vậy là họ ăn heal ở bên nhà mình. Chúng ta thì có một bãi quả. Lên đời được 80 mấy phần trăm rồi. Vâng, cả hai game thủ đều đóng BB.
tránh cái việc mà đóng BE rồi bạn mài vào. Lên đời xong dành cho Hoàng Mà Nhi. Đây là BM và đây là BL. Màu 5 bên kia game thủ U97 lên đời rất sớm, có lẽ U97 là người đánh chém. Còn đây là cái hốc rất đẹp dành cho game thủ xi măng. Như vậy là xi măng bò ra tận với nhà chính, chứ không phải là một bài mà đánh sâu vào trong hốc góc 12 giờ. Vâng, bãi quả ở đây còn khá nhiều, lực của game thủ xi măng là hoàn toàn khỏe. Rất khỏe. Ở cái hốc ở đây cũng là một cái hốc đẹp. Càng thêm những nhà BA cũng như là một vài cái BA nữa sẽ là kín dành cho game thủ xi măng. IT dành cho game thủ cầm màu 8 AC. Còn đây là Max C. Đúng là màu 7 là người đánh cung rồi. Màu 5 bên kia đội bạn lên đời sớm, công giáp đầy đủ luôn. Công giáp đầy đủ luôn dành cho phô của game thủ 97. Bây giờ sẽ là đi tìm vị trí để có thể đâm mi. Tìm vị trí để có thể đâm mi. Cần thêm một chút gỗ. Và khả năng tơn những tơn cung R. Ui giời ơi. Ây chà. Đã như một tơn vừa rồi mà con ngựa giò nó đứng gần hơn một chút nữa thì khả năng tơn vừa rồi là tơn mà chúng ta đã ăn được cái móng nhà cứng. Đây là BI. Bãi gỗ này có lẽ sẽ bị cung R của đội bạn bắn sớm. Và bãi vàng sẽ bị T bắn thôi. Một chiếc nhà BI đã được đóng ở khu vực giữa hai nhà. Còn đây là game thủ cầm AC của chúng ta. Bài AC này thì cái hốc rất rất đẹp luôn. Hốc tại nhà và cực kỳ đẹp luôn. Khỏe và đẹp. 4 nhà BA. Và chắc chắn là sẽ đều. Không biết là trên góc 12 giờ kia vẽ ruộng chưa. Như vậy đã vẽ ruộng rồi. Vâng, đã vẽ ruộng dành cho game thủ xi măng. Vâng, đây là bãi ruộng ở phía bên ngoài. Vâng, khu vực làm ruộng trồi ra phía bên ngoài đến từ game thủ cầm màu 7. Vâng. Cứ đẩy màu 5 đi. Màu 7 ấy là tơ này khả năng ấy là cũng bình thường rồi đấy. Lạc đà, vâng, lạc đà gặp y, lạc đà cũng không quá khỏe đâu, nhưng y của chúng ta thì lại chưa có giáp. Y của chúng ta chưa có giáp. Lạc đà của màu 5 đang đứng ở nhà là khá nhiều. Nhưng tơ này thì bằng y của chúng ta thì lại chưa có cái chiêng đồng. Y của chúng ta lại chưa có chiêng đồng, vẫn y sang nhà màu 5 thôi. Vẫn y sang nhà màu 5, mục đích đâm màu 5 được càng sớm càng tốt. Chứ không để cho phô mà họ vẽ được ruộng 2L ra đều thì AC cũng rát lắm. Rát đạch luôn. 5 con lạc đà và đây là 2 tơn R của game thủ cầm AC. Tơ này hit and run thôi, giật rỉa thôi, giật rỉa thôi. Giật và rỉa. Đứng lên trên dốc này thì chúng ta sẽ tuốt máu nó rất nhanh, các bạn có thể thấy. Cùng AC mà. Nó tuốt nhoằng cái là chết một con lạc đà. Còn đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Báo về là màu 5 bên kia họ cũng thủ y. Rồi, có vàng, có vàng. Vàng chứ, cái gì chứ vàng thì có. Còn đây là 43 trên 52. Nhà còn màu 7, cảm giác nó cũng đánh theo kiểu linh tinh thôi. Ruộng nó trồi ra phía bên ngoài. Nhưng phô bên đội bạn lên đời sớm mà bây giờ họ đang có lượng lạc đà là khá nhiều. Nhưng đây là cung RAC chuẩn bị có cái giáp 4 rồi. Vẩy e đến từ game thủ xi măng. Một tơn đi lạc đà lỗi đến từ game thủ 97. Và tiếp tục là vẩy e. Tiếp tục là vẩy e. À, không được rồi. Không được, không được. Tơn này thì họ đã tẩu thoát. Hoàng Nhi báo về là chết rồi. Có lẽ chắc màu 7 là người đẩy quân. Có lẽ màu 7 là người đẩy quân. Xi măng nếu mà có dư được thực thì bơm cho Hoàng Nhi để đấm mi được thì ngon. Vâng, tôi nghĩ vẫn cứ phải có y để cài vào nhà của màu 5. Chứ để cho màu 5 chắc ruộng như thế này một mình và một mình AC rất sẽ rất khó. Sẽ rất khó giết. Và nhưng tơ này là tơ mà tôi đang thấy rằng không thấy màu 7 sang đây cứu màu 5. Không thấy màu 7 sang cứu màu 5. Dị nhỉ. Dị. Một tơ cảm giác hơi dị đến từ đôi bạn. Hay là vâng, màu 7 đang gần tới nhà BA của mình rồi kìa. Tới nhà BA rồi. Tới nhà BA của mình rồi. Vâng, nhưng không nhiều. Vâng, màu 7 là người lại phải chạy kìa. Một phải chăng là cái bài này và cái hốc ở trên góc 12 giờ này của game thủ xi măng sẽ là cái hốc để cho xi măng cân đôi. Màu 5 tơ này sẽ yếu. Màu 5 tơ này sẽ yếu. Không biết là Hoàng Mà Nhi có y chưa. Vâng, Hoàng Mà Nhi tôi nghĩ vẫn y vào để đâm nổ nhà BL của màu 5 này cũng được.
Mà tôi nghĩ là xi măng bắn đi cũng được. Cùng rồi AC đứng trên dốc để tuốt cũng nhanh. Tên này màu 7 đang sang cứu. Màu 7 đang sang cứu hoặc mà nhìn khả năng sẽ đâm được vào ruộng của game thủ cầm màu 7. Thêm một tuần quân nữa đang được dồi lên đến từ người cầm AC. Phải nói chất quân AC nó bắn đau thật. Nó bắn cực kỳ thốn. Ở những trận trước là trận mà đồ bạn có những cái AC, những bài AC có hốc, và trận này chúng ta cũng đang có một bài AC có một cái hốc là siêu mắc bình. À, siêu mắc bình luôn. Bây giờ thì đâm và bắn nổ nhà BL của game thủ cầm màu 5. À, ở trong sát mép hình như nó còn ruộng sao kìa. Đấy, biết nó chạy chưa. Và Hoàng Mai Nhi báo về là ăn được gần chục chân gỗ của game thủ cầm màu 7. Vâng, tàn nhưng không hề phế. Vâng, họ đang phá y của game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Còn đây là game thủ xi măng. Họ bây giờ vẫn còn một con y và một con lạc đà ở đây. Không, nhiều hơn một con lạc đà, 5 con lạc đà. Xi măng đã có chặt qua ai, giáp 4. Không, chưa chặt qua ai, nâng rồi nhưng chưa lên xong. Vừa nãy tôi thấy là AC của chúng ta kích chặt qua ai rồi, không biết là bằng như vậy là lên được chặt qua ai xong. Bây giờ màu 5 đang ở ngay phía đằng sau nhà của game thủ cầm màu 7. Nhưng màu 7 từ thời điểm đầu tiên bị y đâm vào ruộng, họ cũng không quá khỏe đâu. Họ không quá khỏe đâu, và U97 là người resign. Và một trận cầm AC mà cân đôi luôn đến từ game thủ xi măng. Hay thật, cái hốc này là cái hốc người ta gọi là mắc của mắc rồi. Kín từ nhà luôn. Kín từ nhà luôn, không bị mất và không bị mất lực. AC thời điểm đầu tiên đấy, nhà của AC nó cũng chỉ thế này thôi, nó chống tuếch chống toác thôi mà. Cái khoanh ruộng trồi ra phía bên ngoài thì bị thời điểm đầu tiên bị Hoàng Mai Nhi đâm y vào. Mặc dù là cũng không ăn được dân đâu nhưng mà nó mất ruộng rồi thì nó sẽ giảm lực đi của đội bạn, giảm lực của đội bạn đi là rất nhiều. Tốt đấy. Tỷ số được rút ngắn xuống là 1-2. Và chúng ta lại đang trông chờ vào một tên mà bật kèo. Bật kèo ở trong trận đấu thứ 3 này. 1-2.